Dạ, Ngọc Ngân xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì hôm nay Ngọc Ngân sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị về cây lựu Ấn Độ. Thì đây là cái lô lựu Ấn Độ thì vừa cập bến luôn á quý cô chú anh chị. Đây là cây nhập khẩu từ nước ngoài về. Thì một cây có giá là 150.000, hai cây là Ngọc Ngân sẽ bao ship. Thì đây là lựu Ấn Độ chiếc cành á quý cô chú anh chị. Thì cây lựu của mình á thì chiều cao của cây á thì nó cao khoảng là 70 cm. Cái thân cây thì cỡ như ngón tay út của Ngọc Ngân trở lên. Và tùy theo thời điểm quý cô chú anh chị lấy thì có thể là trên cây đang có hoa hoặc là không có hoa. Ở đây là quý cô chú anh chị có thấy là một cái hoa lựu. Cái hoa này quý cô chú anh chị, hoa của cây lựu màu đỏ tươi, nó rất là đẹp. Do cái cây của mình á thì thường là khi mà vận chuyển rồi đem về quý cô chú anh chị sang chậu á thì đa phần á là cái hoa của cây sẽ rụng. Thì thường thì Ngọc Ngân sẽ để hoa để cho quý cô chú anh chị biết là cây của mình là dạng nhánh chiếc thì rất là dễ ra hoa. Thì tùy theo thời điểm quý cô chú anh chị lấy mà cây nó sẽ có thể là đang có hoa hoặc là không có hoa. Nhưng mà dù là có hoa hay không có hoa thì cây của mình thì quý cô chú anh chị trồng khoảng 1,5 năm đến 2 năm thì cây mình mới bắt đầu đậu trái. Tại vì trong cái khoảng thời gian mà quý cô chú anh chị đem về á, dưới 1 năm á, thì thường là cây nó sẽ bị rụng trái. Thì trong quá trình trồng và chăm sóc, quý cô chú anh chị có chỗ nào không rõ thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân. Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thêm thật là nhiều niềm vui khi mà xem video của Ngọc Ngân. Một cây lựu như vậy thì có giá là 150.000, hai cây Ngọc Ngân bao ship, chiều cao cây á, là 70 cm. Và cái thân cây thì cỡ như ngón tay út của Ngọc Ngân. Khi đem về đó thì quý cô chú anh chị có thể trồng dưới đất nè, hoặc là mình trồng ở trong chậu thì đều được hết. Trong quá trình trồng và chăm sóc thì có vấn đề gì thì hãy quý cô chú anh chị hãy liên hệ với Ngọc Ngân. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân nhé. Cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc đại gia đình của mình lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và thành công nhé.